vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là Triệu Vân. Mấy ngày đó là cũng tuần gì đó ấy, không làm nhiều anh em đó là bình luận anh em ạ. Đó là mình làm Triệu Vân đi, thì ở clip này mình hơi đặc biệt một xíu nhá. Triệu Vân mang bảng ngọc ngộ khống thì nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao thì anh em cùng theo dõi. Thì chắc chắn đó là khi lên bảng ngọc ngộ khống thì anh em phải đó là lấy những món đồ này. Thì ở clip này mình cũng sẽ phân tích luôn. Ôi giai đoạn đầu game bị cướp bóc rồi. Rất may đó là mình vẫn giữ được con đó là bột xanh em ạ. Này thì cướp bóc này có sự hỗ trợ đến từ vị trí Superman cũng như đó là Crazy Timing. Nửa pha này thì chắc chắn là được mang của Ra rồi. Chiến công đầu thì dành cho là vị tướng Superman Timing. Vậy là ổn rồi anh em, mình không mất bùa, có thêm lời chiến công đầu dành cho Timing nữa. Tuy thì mình đó là tốc độ phám thì hơi chậm một xíu, nhưng mà cũng ổn rồi, chả sao cả. Thì đối đầu với mình bên kia đó là vị tướng Ngô Không luôn anh em ạ. Đối đầu với Ngô Không, Triệu Vân mang bảng ngọc Ngô Không cho nó chất luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ phám con búa đỏ trước con quái đó nhé, cẩn thận bởi vì mới tránh trường hợp đó là Mina nó lại sáng phá nữa ấy. Triệu Vân thì chất tướng ở giai đoạn đầu game khá là yếu nên anh em cố gắng tích cực phám một xíu, cho dù là tem giáo tranh thì anh em cũng tích cực đó là phám một xíu. Ít nhất cũng phải lên level 4 khi đó Triệu Vân mới có thể là khỏe được. Thì ăn xong con quái này, anh em muốn đi gánh hiệu quả thì không để lộ sai nhá. Pha này thì ăn xong con quái này mình sẽ rinh rập đấy. Thứ nhất có thể là bắt mít tem địch di chuyển quá, thứ hai có thể đó là gánh, đó là đường rông. Ok, pha này thì ra tem địch đó là di chuyển quá, mình lại bổ một phát. Nhưng mà bị Superman đẩy lui ra nên là thôi pha đó thì... gọi là pha đỏ Superman không đẩy thì có lẽ là hợp lý hơn, nhưng mà thôi không vấn đề gì cả, dầu sao thì cũng đó là ăn được con rồng này. Thiên tài đang thấy sai cũng ngô khống nha, pha này kéo rồng ra một xíu này. Thôi pha này ăn tạm được, đó là màng của Mina tem địch. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng lên bảng điểm số ấy. Pha Thủ tém địch rồi.
nhận xét về đội hình hai đội một xíu thì giai đoạn về sáu ấy thì tem mình có mình cũng như IG và Clarice thì mạnh dần đều. Còn đối với Văn Hiến thì giai đoạn late game mình không đánh giá cao nhé, còn tem địch thì giai đoạn về sáu mạnh anh em ạ. Mina thì trấu này, rồi tiếp đến thì hai giáp tế này anh em. Thì pha này mình sẽ bốc đầu tem địch. Ôi nhưng mà nhận thấy Ngô Không đang ăn rồng này, chơi luôn này, chạy đâu bạn ơi. Ôi bị ra đấm đá các kiểu rồi, nhưng mà không sao cả, Ngô Không thì cùng lên bảng điểm số rồi. Vừa ăn được rồng, vừa đỡ ăn thêm được mạng của Ngô Không nữa thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Thì hiện tại thì mình thấy là tem địch đang đuổi theo, đó là tem mình này. Pha này thì quá là lời luôn anh em ạ. Lùng thêm rồi được cái double kill nữa anh em. Đối với Triều Vân ấy thì thực tế đối đầu với Ngô Không ấy, quan trọng là ai ở thế chủ động thôi. Khi anh em lên bảng ngọc này, khi anh em lên đó là biểu đồ này thì gõ đó là Ngô Không không kịp tăng hình luôn ấy. Thì pha này mình sẽ rinh dọc đấy nhá, tránh đó là để lâu sai. Thì mình chắc nghĩ đó là rá của tem địch đang núp ở bụi bên kia và bắt mít tem mình ấy. Đây, pha này nó bắt mít tem mình và mình sẽ rá giải cứu mít, cũng như là ăn thêm được một mạng của rá nữa. Quá là dễ đúng không anh em? Pha này thì nói chung này giờ thì mình cứu đó là mít tem mình, đó là 2 đến 3 mạng đấy. Nói chung mít tem mình cũng hay anh em, cấu như pha đó là hay ấy. Thằng LOL Triều Vấn hack map vừa thôi. Na tem địch đó là bảo mình hack map. Nãy giờ thì nghỉ cùng tôi ra anh em ạ. Đáng lẽ là combo bắt được mít tem mình mấy phá rồi đấy, nhưng mà toàn bị mình đó là bắt đấy. Ok pha này bắt tiếp định này thì cực cho cực nổ đánh anh em ạ. Huyền thoại đây, đả cực thì cho nó cực nổ đánh anh em ạ. Gọi là đả cái củ thì cho cái củ nổ luôn đi. Đối với Triều Vấn tâm này thì rất chỉ là khỏe rồi nha anh em. Nhưng mà thực tế trận đấu này cũng không thể chủ quan được, bởi vì tem bên mình thì có Văn Hến, mà Văn Hến về lệ thì anh em cũng biết rồi, một chất tướng không phải là mạnh khi lên đam vật lý. Thì pha này mình định núp, nhưng mà anh em thấy thì mắc đó là bật chiêu cuối lên rồi, ra ra đàn đào. Thì khi bật chiêu cuối thì mình sẽ bị lộ tầm nhìn nhá, ví dụ như pha này cũng vậy anh em ạ, nấp cũng bị lộ tầm nhìn rồi nên là mình sẽ lùi ra thôi. Ôi mít ơi đừng lên cao, thôi xong rồi, pha này mình không cứu được rồi bạn ơi. Lỗi rồi, pha này thì chịu mít ạ, mình không cứu được rồi, bị Mina nó dùng. Ôi pha này tém địch cái củ vây mấy bàn. Ra tém vàng thì chắc là cái mình lắm ấy. Ok thì hiện tại bây giờ thì mình thấy là xạ thủ của tém địch đang đó là ý định đẩy cái trụ này nhá, nhưng mà pha này thì chưa có thể lính. Và mình tính chắc rằng là đó đang đập trong bụi nên là mình sẽ di chuyển qua cái bụi cỏ này, rồi mình sẽ bắt nó nha. Ôi Mina đang núp đấy ạ. À. Ôi thôi xong rồi. Pha này liệu có ăn được hay không? Ôi thôi xong rồi, bị cả Mina là khó rồi anh em ạ. À. Ý tưởng tốt nhưng mà cuối cùng tém địch cũng khốn quá anh em ạ. À. Mình nghĩ là tém địch núp ở bụi bên kia ấy, mình luôn luôn đó là tránh để lâu dài mà. Núp cái bụi bên này ai dê là gặp thêm là ông Mina cũng thôi miên cho nữa ấy. Nhưng pha đó mình cũng gần đó là ăn được rồi, xa thủ của tém địch rồi, chỉ còn xỉu máu nữa. Nhưng pha này thì tém mình lại cũng hỗ trợ kịp thời, chắc có là ăn được Mina của tém địch ấy. Cũng được, tém địch cũng có tổ chất anh em ạ, có tổ chất núp bụi. Xa thủ tém mình nghỉ cùng tôi anh em ạ, nãy giờ 1-4 mà hỗ trợ nhiều quá ấy, nên là cũng hơi bị thọ đấy. Với chất tưởng Văn Hến mà bây giờ thì từ nay trở đi bắt đầu đó là yếu dần đi rồi. Nhưng bên cạnh đó thì tém bên mình thì lượng sát thương vẫn ra chỉ là rơi dao anh em ạ. Mình này, Clarice này và IG thì vẫn đủ đảm bảo cái lượng đám nha anh em. Đám phép cũng tốt và đám vật lý thì cũng ổn nên là cũng chả vấn đề gì cả. Văn Hến tạo hiệu ứng cho tém mình chơi là được. Ok thì hiện tại có một pha giao tránh này. Pha này ổi tém mình lên bảng điểm số 2 người rồi. Đánh thương nhẹ một phát ra tém địch lên bảng điểm số này, chắc có lẽ cái mình lắm ấy. Thêm một phát nữa lên bảng điểm số 2 người này, bắt luôn anh Trang Ngô Khống này lên bảng điểm số 3 người này. Ôi pha này, ôi thôi xong rồi, chuẩn bị hồi chiêu cuối nha, pha này mình lừa hồi chiêu cuối này. Bắt luôn hai gia tế tém địch này, 4 mang quá đã cứu này, ôi chỉ còn Mina là kia. Mega kêu đâu rồi, ôi chạy về rồi. Phá đỏ tiếc quá anh em ạ. Mình mà chỉ cần đó là hồi chiếu sớm một giấy nữa thì chắc là được cái mega kill ấy. Bởi vì có chiếu cuối mình bừa Mina phạt là ngon ấy. Chỉ phá đỏ mình vào đánh thương thì Mina nó hồi phục máu, nó quẹt sát thương chuẩn phạt thì mình cũng đến bảng điểm số luôn.
thì mình ý định đó là con ta thân xế ra, nhưng mà mặc cái bật radar đàn đào chiều cuối rồi nên là thôi sẽ bỏ qua nhá. Với chất tường triều vấn thì khỏe thì không phải bàn cãi đâu rồi anh em á. Anh em thấy đánh ôi tưởng là ăn được con ta thân xế ra, nhưng mà tem đích cũng khá là thông minh anh em á. Nói chung danh cao thủ này là người kỹ năng người ta cũng rất chia tốt đấy, đó là điều đương nhiên rồi anh em, nên là cũng phải cẩn thận, không thể chủ quán được nhá. Thì pha này mình rinh rập đấy xem rồi có con môi nào hay không này, nhưng mà hiện tại ôi thôi xong rồi, pha này tem mình thiếu người ông ơi, lui đi ai trí ơi. Mina khốn quá, Mina nó lấy sai khốn quá anh em ạ. Lui lại một xíu thôi. Với chất tưởng đó là triều vấn tâm này thì rất chỉ là khỏe rồi, nhưng mà cũng cần cẩn thận. Thứ nhất đó là combo đến từ rá. Thứ hai đó là việc đó là ngô khống này anh em ạ, cũng khỏe dần đều rồi. Thì pha này mình hiện tại thì đáng thấy đó là sai của tém đích này. Mình sẽ bóc đầu tém đích nhá. Ôi nhưng mà pha này đông anh em ơi. Tém đích đó là 3 người luôn, mà chỉ có đó là mình cũng như là Carissi nữa. Mà Carissi thì phải có tánh cơ mới có thể chơi tốt được kìa. Nên là lùi lại một xíu anh em á, lùi một bước để tiến hai bước thôi. Khi anh làm lên build đồ này thì anh em chắc chắn là phải núp vào núp bật rồi. Hiện tại đáng thấy đó là ra tém bàn có vẻ cấy mình anh em ạ. Cứ muốn ăn được mình ấy, nhưng thực tế chỉ có mỗi mình ra thì không bao giờ có cửa để ăn được mình ở thời điểm hiện tại nhá. Ok, pha này liều có bắt được hay không? Mình không dám ra rồi. Pha này tém được đống của anh em ạ, chắc cần lùi lại một xíu thôi. Bởi vì hiện tại thì chỉ có mỗi mình. Mà ra để đối đầu với 4 người của tém đích. À, pha này ngô không đang nập trung bùi này bắt này. Dùng chiêu 1 để tránh nó choáng nhá. Lên bảng điểm số này, lên bảng điểm số này. Superman tém mình. Đó là thua rồi, thua làm sao được mà thua. Ngô khống LMM hack map. Lại bảo mình hack map rồi. Ôi, chơi game mà kêu hack map kìa. Ừ, mình hack các bạn ơi, mình hack đây. Ok, pha này bắn này. Riêng với mặt thì nói chung ulti nhẹ nhàng anh em ạ. Mặt thì chắc có lẽ mình hà trong vòng đó là khoảng 2 đến 3 giây thôi. Nhưng mà chưa đến đó là 2-3 giây anh em ạ. Thằng súc vật. Thế luôn đây mấy ông này đánh chưa gì cứ toàn là kêu hack map kìa. Ngô không vào đó chắc là cùng cấy giống như rá về anh em ạ. Ở trong bùi ấy. Mình lao vào rồi băng chiêu một phát bổ một phát rồi lên bảng điểm số. Rồi lại kêu mình hack nữa ấy. Ok, con ta thân này thì mình đã ăn một cách khá là dễ dàng rồi. Bây giờ quay trở lại là phá bộ sánh thôi. Thực tế ở trận đấu này thì thời điểm hiện tại thì mình cũng bắt đầu lo lắng dần đều rồi. Bởi vì tém đích thì cũng bắt đầu khỏe rồi nhá. Thứ nhất đó là hai gia tế có đồ thì anh em không biết. Nói chung anh em biết rồi. Đó là hai gia tế để game cực kỳ là khỏe rồi. Bắn tánh thì cực thấm. Tiếp đến thì ngô khống và ra thì giai đoạn lệch game cũng khá là khó chịu ấy. Hiện tại đang thấy sai của tém địch đó là án con rồng, nhưng pha này thì chắc có lẽ thôi anh em ạ. Con rồng thường thì mình cũng chả láo rá đó là làm gì cả. Hiện tại đang thấy có giao tránh này, pha này chơi được nhá, mình lại là chơi được này, bổ một phát Mina tụt máu không phanh luôn này, rồi chơi luôn này, ngô không lên bảng điểm số ăn được mang ngô không rồi này. Mình thì vẫn đang con là giáp hồng mày anh em ạ, nên là pha này có thể là quay trở lại được. Nhưng mà hiện tại anh em có thể thấy thì thể lính của tém địch thì đáng đẩy rất chí là lên cao. Pha này thì chắc có lẽ mình sẽ về đẹp trụ một xíu thôi. Bởi vì để cống trụ thời điểm hiện tại thì cũng khá là khó, khi mà xa thủ tém mình thì cũng lên bảng điểm số rồi. Superman thì cũng khá là thấp máu nữa, nên là chắc có lẽ là việc cống trụ bây giờ để kết thúc trận đấu là chưa có thể là kết thúc được. Nên là sẽ lùi lại đẩy thì lính lên cao một xíu nhá. Thời điểm cuối game thì Van Hến sẽ yếu dần đi, nên là trận đấu này thì cũng bắt đầu là khó dần đều. Ôi có tin nhắn anh em ạ, hơi lang một xíu. Hiện tại thì mặc đó là bật cái radar đàn đào rồi, có thể là soi tầm nhìn rồi anh em ạ. Nhưng mà hiện tại thì chưa có mục tiêu nào để có thể bay được cả. Bởi vì tém mình thì đang đầy cấy máu, chắc có lẽ bật chỉ đó là để soi map thôi.
Hiện tại thì anh em có thể thấy thì trải qua đó là gần 15 phút rồi, chỉ còn là 6 giây nữa là con rồng. Rồng này thì rồng to đấy, rồng bào chúa, rồng này thì phải tránh chấp anh em ạ. Thứ nhất ăn rồng thì anh em có bùa lời, có thêm là cái quyền năng hắc ám nữa. Kéo rồng ra anh em ơi, kéo ra xíu. Ok, với lượng đám của mình cứ chỉ mang là trên 4.000 liên tục thế này thì việc ăn rồng ăn ta thân thích quá là nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ đó là cố gắng là bắt được. Ôi. Đánh nhẹ nhẹ phạt cử chỉ mang là trên 4 cá cả anh em ạ. Với lượng đám và bằng ngọc theo thiên hướng là chỉ mang thì chỉ mang và xả thương chỉ mang thì rất chỉ là mạnh luôn nhá. Nhưng mà quan trọng thì khi anh em lên build đồ này thì anh em phải núp và bắt thôi, chứ anh em không phải là vào giáo tránh trực diện nhá. Bởi vì build đồ này ngộ không nó có thể dồn một con bó mình lên bảng điểm số luôn đấy. Bây giờ thì mình sẽ ping cho đồng đội là anh ta thân xê giá, bởi vì bây giờ thì tém mình có hai bộ lời thì sẽ dễ đánh hơn. Còn việc cống trụ đối với tém mình thì khá là khó. Khi mà sang thủ tém mình thì phải đó là vào trong tâm trụ mới có thể lấy được, không giống như vai ố hoặc là không giống như đồ theo nát. Nên là cũng phải cẩn thận với điều đó. Ôi bắt luôn đấy. Ngô khống này thì ra cướp với chúng tôi này. Ăn được mạng của ngô khống rồi, pha này thì vào ra chơi luôn này, chạy đâu bạn ơi. Xạ thủ của tém địch này lên bảng điểm số. Ôi, nó đang còn là giáp hồn mạnh em ạ. Mình ăn được mỹ ná của tém địch rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cùng bị đó là hái gia tế nó ăn anh em ạ. Sau đó thì hái gia tế nó đang còn là giáp hồn mạnh ấy, liệu có ăn được hay không. Hay rồi, đúng quá, hay quá ai gì ơi. Hay ra tế liệt kiếm khó chịu quá anh nhá. Có sự bảo kê đến từ Mina nữa. Về phù hiệu dành cho Triệu Vân thì mình vẫn sử dụng đó là bộ phù hiệu má tính nhá. Ôi ông xà thủ tém mình toàn hỗ trợ anh em ạ. Xà thủ tém mình đó là 2913. Hỗ trợ giống như là một vị tướng HP luôn. Phù hiệu thì mình sử dụng bộ phù hiệu má tính để giúp cái giảm thời gian hồi chiếu tốt nhất. Anh em sử dụng chiếu thức đó là thời gian ngắn nhất. Còn về trang bị thì mình sẽ lên theo thiên hướng đó là phun đám nhá. Thì pha này thì có một pha đó là giáo tránh này, chắc chắn thì sẽ có giáo tránh ở đấy rồi. Mina tém địch thì đáng đó là lấy sai anh em ạ. Hiện tại thì liệu có ăn được hay không? Ăn được đó là Mina tém địch rồi này. Mình lừa làm sao đó là bắt được người của tém địch, đó là những sát thương đó chịu lực ấy. Nhưng mà hiện tại thì tém mình cũng lên bảng điểm số là 2 người rồi. Pha này mình sẽ lại hỗ trợ này, bắt mắc này. Không được rồi. Ôi, tưởng bắt được ngô khống lại, không bắt được ngô khống rồi. Rồi pha này, ôi ngô khống này, nó đang còn giáp hồ mạnh em ạ. Này thì giáp hồ mạnh này, lên bảng điểm số trận đấu này tém mình IG chơi hay anh em ạ. IG chơi cực kỳ là tốt luôn đấy. Pha đầu mình nghĩ là combat thẳng phát đẩy thì lính bịt lên cao là ngon rồi, là ăn được ấy. Ôi. Thôi xong rồi, một phá đó là tốc biến. Ulti và tốc biến đến từ vị trí của Ra. Và mình và IG bốc hơi luôn. Lỗi rồi, phá đầu lỗi rồi, hơi chủ quan rồi anh em ạ. Cuối cùng thì Ra tém địch cũng trả thu được rất chỉ là ngọt ngào rồi. Trận đầu khá là căng anh em ạ. Tầm này thì tém đi cũng khỏe đấy. Phút thứ 19 rồi. Về bảng ngọc thì mình sẽ lên đó là bảng ngọc sát thương chỉ mang, bảng ngọc ngô khống luôn nha anh em. Ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 10 phiến. Ngọc tím 7 phiến đó là tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu. Còn ngọc xanh đó là cống vật lý và xuyên giáp. Anh em thấy thì mục cầm tròn mình sử dụng là bảng ngọc ngô khống luôn. Còn về trang bị thì đầu tiên kiếm truy hồn, tiếp đến thì dây kiến cương, phức hợp kiếm, thanh kiếm. Chắc chắn thì khi anh em lên bảng ngọc xả thương chỉ mang thì anh em lên thanh kiếm cho mình nhá. Nếu mà anh em lên đô thủ thì đừng lên bảng ngọc này, anh em phải lên phun đám mới lên bảng ngọc này. Rồi sau đó thương xuyên phá và cuối cùng đi giáp hồ mệnh. Anh em có thể đổi thương xuyên phá bằng cái nánh cũng được anh em ạ. Thời điểm hiện tại thì nói chung tém địch thì mình chủ yếu là bắt những vị tướng
thuộc dạng máu dày thôi, lên cái nánh cho nó đối phương dưới 50% máu thì chịu thêm 30% đám. Hiện tại thì con rồng bào chúa thì đã xuất hiện rồi, con rồng lớn này thì cố gắng ăn nhá. Với lượng đám chỉ mạng của mình thì ăn rồng cũng rất chỉ là nhanh, nhưng mà tém địch thì cũng đáng là gây nên sức ép anh em ạ. Cố gắng ăn này, ăn này. Đang còn tê tái anh em ạ, tê tái một phát ăn được rồng này, bổ phát này. Lên bảng điểm số đến từ vị trí SP của tém địch này. Ngô Khống thì cũng lên bảng điểm số luôn rồi, hiện tại thì chỉ còn đó là hai người của tém địch nữa. Mặc thì cũng chuẩn bị ra, mình nghĩ là mặc thì cũng bật đó là chiêu cuối để ra luôn đấy. Ok, ra là đào đã được bật, nhưng mà dí vào ai đấy? Ôi, dí vào Kirishi kia. Và này liệu có cứu được Kirishi hay không, nhưng mà không cứu được rồi. Mặc thì đang chạy anh em ạ. Thôi chắc có lẽ là phá này thì mình sẽ lên đẩy thể lính lên cao nha. Anh em thấy thì đường dựa của tém mình thể lính rất chỉ là cao rồi, mình mà đuổi theo mắt nữa ấy, thì mất sẽ thêm là một nhịp. Ít nhất bây giờ mình lên, một là có thể kết thúc được trận đấu, hai đó là có thể ít nhất cũng lấy được hai đường lính siêu cấp. Phá này lại bắt mắt này. Tầm này lượng đám của mình có thêm cái buồn lời nữa thì bốc hơi quá là nhanh đến từ vị trí của mắt. Hiện thể lính ở đường dựa thì đáng con đó là thể lính ở đường rồng này anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ vào đánh trụ nhá. Tém địch ra, cho dù tém địch ra đi chăng nữa mình vẫn đánh trụ, đánh trụ và đánh trụ. Có hai đường thể lính vào hai đường thì việc lấy trụ sẽ dễ dàng hơn. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình, 20 phút khá là căng anh em ạ. Bye bye, chúc em luôn vui vẻ.